Chào cả nhà ha, sắp cả hoàng hôm nay mua được hai cái ghế gỗ trong cái bộ ghế salon. Đó giờ chủ nhà bị làm thất lạc mấy cái bàn với cái ghế dài à. Còn được hai cái ghế nhỏ thôi, rồi mua được hai cái thì bán hai cái, rồi tình trạng là cũng tương đối cứng cáp đẹp ha. Rồi băng gỗ này, băng gỗ cây bên ha quý cô chú anh chị. Rồi có bộ ghế này tay nắm là khoảng 7 cm thôi, cái này bộ cũng nhỏ xài trong gia đình đó. Rồi mặt ở dưới này liền lạc ha, rồi phía trong này mắt thịt nhỏ một tí. Rồi cái bên đây thì mặt này có một cái đường nứt ha, đây không đáng kể ha, rất là cứng cáp liền lạc, này là xài là ngon lành luôn. Rồi mặt sau đây, rồi ở đây bị lõi nhẹ một tí nè. Đây mắt anh miếng thạch đây ha. Rồi về thì cho cô chú anh chị nào ghép bộ thì liên hệ em, hai cái này 1,5 triệu cộng ship nha, hàng tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại liên hệ 0914862110. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.